Lộ clip truyền điện, võ sư Trung Quốc nhận cái kết đắng từ làng võ thuật Trung Quốc. Thêm một lần nữa làng võ thuật Trung Quốc lại xôn xao khi một clip ngắn về công phu truyền điện được phát tán. Ngay sau đại hội võ lâm ở tỉnh Tân Cương, truyền thông Trung Quốc đã lan truyền đoạn clip rất ngắn chỉ khoảng 8 giây về màn trình diễn công phu truyền điện của một võ sư cổ truyền, được cho là thuộc môn phái Võ Đang. Nhân vật này hiện chưa công bố danh tính. Màn truyền điện này được đăng tải trên website v163.com. Trong đoạn clip ngắn, vị võ sư phái Võ Đang đang thi triển tuyệt kỹ với các đệ tử. Chỉ cần một động tác chạm nhẹ, vị võ sư này cũng đã khiến các đệ tử của ông ngã bắn ra, tương tự cách mà một số võ sư truyền điện của Trung Quốc đã từng thi triển trước đó. Lập tức màn clip ngắn của vị võ sư Võ Đang đã hứng phải cơn mưa gạch đá từ cộng đồng mạng, một ý kiến lên tiếng đả kích Tôi cảm thấy những màn trình diễn này thật hài hước, không thể tin nổi bây giờ vẫn còn những võ sư lừa bịp người khác bằng những chiêu trò thô thiển như vậy. Đây là thứ võ công gì vậy? Nhân vật này giống như một kẻ lừa đảo hơn là một võ sư, một người hâm mộ khác ở Trung Quốc mỉa mai. Nó thật đáng buồn khi võ thuật Trung Quốc vẫn còn những bậc thầy giả mạo như thế này. Võ thuật truyền thống Trung Quốc đang bị làm hoen ố bởi những trò nực cười như vậy, ý kiến khác châm biếm. Nó quá phi lý, ngay cả tới phim có lẽ các diễn viên cũng không diễn một cách lố bịch như vậy. Một người hâm mộ khác tỏ ra giận dữ. Có thể thấy việc clip truyền điện này nhận nhiều sự chỉ trích từ dư luận là bởi dễ hiểu bởi thời gian gần đây các võ sư cổ truyền Trung Quốc liên tục phải nhận thất bại mối mặt khi đối đầu với các võ sĩ hiện đại. Mới đây nhất chính là thất bại ê chề của Lã Cương trước từ Hiểu Đông sau 47 giây. Võ sư truyền điện đổ mồ hôi khi xem Từ Hiểu Đông hạ Lã Cương. Cao thủ Thái Cực Trương Pháp Nghĩa cho biết đã có quyết định đúng đắn khi từ chối đại hội võ thuật với sự góp mặt của Từ Hiểu Đông và Lã Cương cách đây ít ngày. Chứng kiến Từ Hiểu Đông mất 47 giây để cho cao thủ môn phái Vịnh Xuân Lã Cương nhập viện, cao thủ Thái Cực Trương Pháp Nghĩa tỏ ra khá nhẹ nhõm vì không tham dự đại hội võ thuật này. Tôi đã đổ mồ hôi khi xem trận đấu của Từ Hiểu Đông Tôi cảm thấy may mắn cho chính mình, nếu đến dự có lẽ tôi cũng sẽ phải nhập viện, cao thủ họ Trương cho biết. Trước đó từ Hiểu Đông dự kiến gặp cao thủ Vịnh Xuân Lã Cương và Trương Pháp Nghĩa, cao thủ Thái Cực tại đại hội võ thuật. Tuy nhiên người được mệnh danh là võ sư truyền điện Trương Pháp Nghĩa bất ngờ tuyên bố rút khỏi cuộc thi. Việc cá nhân là lý do được vị cao thủ này đưa ra để rút lui khỏi sự kiện được người hâm mộ võ thuật mong chờ trong thời gian dài. Sau khi hứng cơn mưa đòn từ từ Hiểu Đông, Lã Cương phải nhập viện khẩn cấp trong tình trạng gãy mũi. Tôi nhận thua nhưng thất bại này không làm mất đi tinh thần võ đạo của tôi. Vị cao thủ Phái Vịnh Xuân nhấn mạnh. Lã Cương gầy gò và mỏng manh trước từ hữu đông. Kỹ thuật của Vịnh Xuân cũng không thể thi triển và thật đáng xấu hổ. Tầm 163 nhận xét về trận đấu giữa cao thủ võ thuật cổ truyền Trung Quốc và võ sĩ MMA đang gây tranh cãi nhất đất nước này. quyết rửa hận võ sư ngụy lôi thách đấu sinh tử với từ hiểu đông chưa hết cay cú sau khi bị tay đấm mma từ hiểu đông hạ nốc ao hồi năm 2017 võ sư ngụy lôi vừa gửi chiến thư đòi tái đấu sau thất bại mối mặt năm 2017 ngụy lôi và từ hiểu đông từng có cuộc so tài vô cùng ngắn ngủi võ sư thái cực quyền bị tay đấm mma hạ nốc ao chỉ trong 10 giây kết quả này đã làm nảy sinh những hoài nghi về tính thực chiến của võ thuật truyền thống trung quốc sau thất bại mối mặt đó ngụy lôi biện hộ rằng ông thua chóng vánh là do đôi giày mới khá trơn nên không thể tung ra đoàn hiểm lý giải của vị võ sư thái cực quyền này cũng khiến ông bị cộng đồng mạng chế giễu hai năm sau thất bại ngụy lôi vẫn chưa hết cay cú mới đây võ sư thái cực quyền này đã đăng đàn trên mạng xã hội Weibo để hẹn tái đấu sinh tử với từ hiểu đông ngụy lôi viết trên trang cá nhân tôi muốn nhắc lại rằng chuyện giữa tôi với từ hiểu đông vẫn chưa kết thúc Tôi muốn tái đấu một trận sinh tử với cậu ta, đáng tiếc là tôi vẫn chưa có cơ hội thích hợp để làm điều đó. Trước nay, Ngụy Lôi và Từ Hiểu Đông vốn thường xuyên có những màn đấu võ mồm trên mạng xã hội. Võ sư họ Ngụy từng gọi võ sĩ MMA nghiệp dư là đồ cặn bã. Ngoài ra, ông còn kêu gọi cộng đồng võ thuật Trung Quốc tẩy chay Từ Hiểu Đông. Vốn không phải là tay vừa, Tử Hiểu Đông đáp lại: "Đừng thấy ông ta Ngụy Lôi mặc chiếc áo trắng, tay cầm quả óc chó thì nghĩ rằng ông ấy là bậc thầy võ thuật." đó chỉ là kỹ thuật hóa trang tôi nghĩ chỉ cần một người đàn ông khỏe mạnh cũng đủ sức hạ gục ngụy lôi